Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đến với dự báo giá hơi của chúng tôi ngày 25 tháng 7 năm 2019. Trong ngày 25 tháng 7 năm 2019, các tỉnh thuộc khu vực phía Nam giá heo hơi vẫn thấp nhất cả nước. Nhiều tỉnh chỉ dao động mức giá từ 27 đến 29.000 đồng trên kg. Cụ thể đối với các địa phương ở các tỉnh phía Nam như sau. Thứ nhất đó là khu vực Đông Nam Bộ. Đồng Nai vẫn đang dao động mức giá 28 đến 30.000 đồng trên kg. Liên huyện Long Khánh và Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay tăng lên 31.000 đồng trên kg. Các tỉnh còn lại như thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang dao động mức giá 35.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay vẫn đang dao động mức giá 32 đến 34.000 đồng trên kg. Tây Ninh có mức giá thấp hơn so với các tỉnh còn lại ở khu vực Đông Nam Bộ, hiện nay đang dao động mức giá 31.000 đồng trên kg. Đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang vẫn đang dao động mức giá 27 đến 28.000 đồng trên kg, và so với ngày hôm qua thì hôm nay cũng không có sự thay đổi đối với hai tỉnh này. Và Hậu Giang và Tiền Giang vẫn là tỉnh có mức giá khá là thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kiên Giang tiếp tục giảm so với ngày hôm qua và hiện nay đang dao động mức giá 30 đến 31.000 đồng trên kg. Một số tỉnh có mức giá 31 đến 32.000 đồng trên kg như Cần Thơ, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Riêng tỉnh Cà Mau có mức giá cao, hiện nay đang dao động mức giá 34.000 đồng trên kg. Trong ngày 25 tháng 7 thì ghi nhận có Trà Vinh tăng 1.000 so với ngày hôm qua và hiện nay đang dao động mức giá 29 đến 30.000 đồng trên kg. Đồng Tháp dao động mức giá 30.000 đồng trên kg. An Giang dao động mức giá 32 đến 33.000 đồng trên kg, Bến Tre 29.000 đồng trên kg, Long An có mức giá khá tốt 33.000 đồng trên kg. Một số tỉnh còn lại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang dao động mức giá từ 29 đến 33.000 đồng trên kg. Như vậy, giá hơi trong ngày 25 tháng 7 tại thị trường miền Nam đang dao động mức giá 27 đến 35.000 đồng trên kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày 25 tháng 7, khu vực này ít có sự biến động và miền Bắc vẫn giữ mức giá cao nhất cả nước. Hiện nay giá heo hơi ở thị trường miền Bắc đang dao động mức giá từ 36 đến 46.000 đồng trên kg. Cụ thể các địa phương như sau. Hà Nội vẫn đang giữ mức giá 40 đến 41.000 đồng trên kg. Thái Nguyên dao động mức giá 42.000 đồng trên kg. Ở khu vực miền Bắc có Hà Nam tăng so với ngày hôm qua, tăng 1.000 lên 40 đến 42.000 đồng trên kg. Hải Dương dao động mức giá 38.000 đồng trên kg. Phú Thọ dao động mức giá 41 đến 43.000 đồng trên kg. Tuy nhiên chỉ có lợn đẹp thì mới bán được giá 43.000 đồng trên kg thôi. Còn nhìn chung thì vẫn đang dao động mức giá 41 đến 42.000 đồng. Hưng Yên, Thái Bình vẫn đang dao động mức giá 43.000 đồng trên kg. Các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng dao động mức giá 41 đến 42.000 đồng trên kg. Bắc Giang dao động mức giá 43.000 đồng trên kg. Nam Định, các thương lái vẫn đang thu mua với mức giá dao động 40 đến 41.000 đồng trên kg. Quảng Ninh dao động mức giá 45 đến 46.000 đồng trên kg. Ninh Bình đang dao động mức giá 39 đến 40.000 đồng trên kg. Một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc như Lạng Sơn dao động mức giá 45.000 đồng trên kg. Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn vẫn đang dao động mức giá 37 đến 38.000 đồng trên kg. Lào Cai 39.000 đồng trên kg. Hà Giang dao động mức giá 41 đến 42.000 đồng trên kg. Sơn La cũng dao động mức giá 41 đến 42.000 đồng trên kg. Hòa Bình dao động mức giá 39 đến 40.000 đồng trên kg. Điện Biên dao động mức giá 43.000 đồng trên kg. Yên Bái dao động mức giá 36 đến 37.000 đồng trên kg. Đấy là đối với thị trường miền Bắc. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên hầu như ít có sự biến đổi về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể như khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang dao động mức giá từ 37 đến 41.000 đồng trên kg. Các tỉnh như Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang dao động mức giá 34 đến 36.000 đồng trên kg. Thừa Thiên Huế có mức giá khá là thấp, dao động mức giá 30 đến 31.000 đồng trên kg, và đây là khu vực thấp nhất ở khu miền Trung. Quảng Trị dao động mức giá 33 đến 34.000 đồng trên kg. Quảng Bình thì có cao hơn một giá so với Quảng Trị, dao động mức giá 34 đến 35.000 đồng trên kg.
Còn đối với khu vực Nam Trung Bộ thì vẫn đang dao động mức giá từ 35 đến 37 nghìn đồng trên kg. Cụ thể như là Phú Yên 36 nghìn đồng trên kg, Bình Định thì dao động mức giá 35 đến 36 nghìn đồng trên kg. Các tỉnh còn lại như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn đang dao động mức giá 35 đến 37 nghìn đồng ở trong cái ngưỡng như vậy. Còn đối với khu vực Tây Nguyên thì ghi nhận có Gia Lai giảm nhẹ so với ngày hôm qua và hiện nay vẫn đang dao động mức giá 34.000 đồng trên kg. Lâm Đồng vẫn là tỉnh có mức giá cao nhất ở khu vực Tây Nguyên và hiện nay đang dao động mức giá 35 đến 36.000 đồng trên kg. Các tỉnh còn lại của khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Kon Tum và Đắk Nông vẫn đang dao động mức giá 32 đến 34.000 đồng trên kg. Như vậy, giá hơi tại khu vực miền Trung trong ngày 25 tháng 7 dao động mức giá 33 đến 41.000 đồng trên kg. Còn đối với khu vực Tây Nguyên thì từ 32 đến 36.000 đồng trên kg. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giá hơi vào ngày mai. Kính mong quý anh chị hãy đăng ký kênh để cập nhật giá hơi một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.